gì đó bà nội? Đi chờ cưng nãy vô nè, nó làm gì mà lâu dữ vậy? Cái gì vậy? Ấu xịt ấy gì? Như vậy mấy bạn có vui không? Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nét môi khi buồn. Bao trẻ sự nhút nhát, xong lại tinh thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn thuê PT tập gym. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Chơi game căng đét xong comment trên bàn phím. Thiên hạ này có một nữ nhân như vậy sao? Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng có chấp như chưa tin vào ý Phật. Vẫn chưa hết bất ngờ đâu mấy bà già ơi. Kẻ cho anh cầm kê à, kẻ cho anh cầm kê, em mất em kẻ cho anh cầm kê à. Dự báo thời tiết nói, hôm nay em không say nắng, nhưng lại say anh. Tôi thấy cô bây giờ không còn giống ngày xưa chút nào. Ngày xưa chỉ có hạng đàn ông mơ mộng mới tin rằng phụ nữ sẽ không thay đổi. Em chỉ mong khoảnh khắc ta xa nhau trong trăm thôi.
khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm. Ánh mắt ấy hiến hoa mang tình anh trai nghèo những đêm lòng thương. Yeah, I'm gonna go.